Vâng, đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Vâng, hiện tại là 9 giờ sáng của ngày 25 tháng 10 năm 2020. Vâng, thì em đang có mặt tại nhà bác Thức tại xã Võng Xuyên. Tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Vâng, để bàn giao cho bác một chiếc sập gỗ dâu. Vâng, kích thước là 1m6 x 2m. Vâng, đục ngũ phúc chám mai. Vâng, trên hình ảnh quý vị xem đây là bác Thức tại nhà bác Thức ở xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Vâng, thì bác ơi, cho cháu lời cảm nhận này, cho lắp cái sập cho bác. Tôi tóm lại là được. Vâng, vâng, thì bác ở xa bác không lên được, bác đặt trên mạng thôi. Và hôm nay xuống thì bác cũng rất ưng ý. Vâng, cũng như là kích thước và mẫu mã là bác rất hài lòng. Cái không gian nhà bác rất là đẹp. Vâng, thì cháu xin cảm ơn bác Thức nhá. Vâng, vâng, đã tin tưởng và đã dùng đồ của cơ sở đồ gỗ Tùng Tán đúng không cháu? Và hôm nay cháu đã lắp đặt tại nhà và bác rất là ưng ý. Vâng, thì cháu thay mặt cơ sở xin cảm ơn bác và chúc bác mạnh khỏe. Vâng. Vâng, thì quý vị nào có nhu cầu dùng chiếc sập có kích thước 1m6 x 2m của bác Thức ở xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Nội này, thì xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nha. Cơ sở em là chuyên thi công và lắp đặt đồ gỗ nội thất trong nhà, cũng như giường tủ, bàn ghế, đồ thờ, sập gỗ các loại. Còn đây trên ảnh quý vị, đây là chiếc sập kích thước 1m6 x 2m đục ngũ phúc chám ma, và rất là đẹp. Đây là gia đình nhà bác Thức ở xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Còn thì em xin kết thúc video ở đây. Còn xin chúc mọi người mạnh khỏe và một ngày mới vui vẻ nhá. Xin chân thành cảm ơn.